Đây có nhà cái lúc mình đã còn thấy tình nhiên với cái này. Cái này mình có tiền, cái chữ mình đi cho mình có tiền. Một phần với ba bốn làm gì hai phần một phút đó.
tin nhau thì có không liên lạc của lớp. Những năm qua cũng có luôn nỗ lực và điều họ đã có mình thu đã có thêm vai trò của mình. Nên nay được phép mình phải nói rằng không đủ như hôm nay. Đây còn một số bạn nó bán cho cái gì tinh quang. Đây mấy bạn không về khóa hôm nay cũng rất tiếc. Tuy nhiên thì nói rằng được sự góp sức và sự nhiệt tình của các bạn rất là duy trì luôn. Thank you.
Kim Long. Em đang làm việc tại dự án.